Đây là thủy phần 33 luôn các bạn. Giờ nó chạy xuống lại. Đây để nó tắt đã, tắt hẳn chứ không là nó hút vô lại. Không không, cái này là con mở ra rồi, mở van hai ngã này. Đây là mật ong này, vải hả nhãn bố? Vải. Vải. Vải có anh ở ngoài Hà Tĩnh ảnh mang vào chạy. Hàm lượng nước ban đầu nó là 33% nước. Bây giờ mình chạy xuống khoảng tầm 20 cho ảnh. Đó, nó ra lượng nước là như thế này đó. Đổ mất thâu rồi. Đổ mất thâu rồi ha. Ừ. Tại nước nó nhiều quá mà tới 33% nước rồi. Nhờ ghê. Nên vậy chạy từ từ, lúc đầu chạy từ từ thôi. Đó là mặt trời trước chuẩn bị chạy vô nè, chuẩn bị vô chạy nè. Đó, vớt bọt ra còn đóng rồi đó, ba đồ bọt này là vi sinh móc mèo đó. Là cái đó là làm cho mặt bị chua đó. Thì bây giờ phải qua cái máy này thì nó mới giữ xử lý dứt điểm được. Thì đang đợi cho hết cái này đi rồi bắt đầu mình hút cái mạch mới xử lý xong, bây giờ mình hút ra phi này. Này là mình xử lý xong sẽ hút ra phi này. Em ra coi nước nè. Đấy. Thấy giờ thấy nước rồi phải không? Ừ đó. Hồi nãy đó. Đấy. Ra trời luôn. Đây là nước này. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình hút cái mặt kia ra. Giờ hút cái mặt này. Cái này là chạy xuống 20 nha, nha anh. 20 hoặc 25 nha, chứ xuống 21 là về đóng cho nó vẫn lên ga đó. À, giờ bây giờ hút mặt ra nè, cái mặt là không còn bò ra nữa nè. Đó. Đó. Giờ là giờ ra là không còn bọt ga gì nữa. Mạch nó sát sát vô cho nó vô tường nè. Tí nữa là đóng can là về ngon lành luôn á. Nó đang ấm thì nó ấy, nhưng mà chút nữa lấy cái mẫu cái gà. Đây nè, cái mẫu đây nè. Cái mẫu này nè, để tí nó nguội lại thì nó mới đặt lại và nó đang ấm. Còn 20. Đây, lấy cái này cho em xem, cho ba em xem nè. Rồi, cho xem. Rồi, cầm ra ngoài. Đây. Cho coi, ra ngoài sáng cho coi mà. Đây luôn hả? Rồi, để một chút xíu nó đặt. Bây giờ nó đang hơi ấm ấm. Đã mang ra ánh sáng. Đây, nó con nha. Khoan, tắt đi.
Rồi bố mở cái đây, bố mở cái ra. Mà mở cái van ra. Mở rồi. Đồ đây, để đó đi, để đó đi. Không, không sao đấy, tí nữa đổ với thùng lọc. Còn này là tí vừa đổ với thùng lọc là hết sạch. Cái bọt này là bọt nó dính trong cái này, nó khác với ga, còn ga là nó tự sinh ra. Là em có để cỡ nào cứ mỗi ngày nó sinh ra một ít. Còn này là nó hàng không sinh ra nữa, tí nữa đóng vô can là không hết luôn. Tí nữa đổ vô cái thùng đó kìa. Đó, là em chút. Mới được có mẹ à. Sợ nó trong nó còn nước cái gì? Không, trong như con lại. Con ít nữa mà không sao. Và cái này bắt đầu là nó phóng cái này nè. Bể luôn, bể gan luôn hả? Nó nè một lỗ này là coi như là cái người của bố từ cái mặt cho đến cái đầu của bố là coi như cái áo. Cái nó dục nó đừng mất công này lấn vô không không ai biết lại lấy vô được. Ra. Mà bắt đầu là đổ ra một phóng phát vô trong này này, đổ khiếp thật á. Trời ơi. Thấy không? Thấy mà đúng không? Thà đông vơi tí chứ đừng đông đầy quá.